Rồi chào em, chào chị Đào Đô La. Ok chị Lê Ngọc nhá, ghi còn 100 phiếu nhá. À, có thấy Thảo Vi Nguyễn nhá. Đấy, rất là nhiều comment nhưng mà máy của em nó chỉ hiện được 3-4 comment ở trên cái live stream thôi. Ở bên laptop thì ok, ở bên laptop thì nó hàng mười mấy người comment rồi ạ. Rồi chị Lê Ngọc nhá, đây là mọi người cứ bảo là em không nhìn thấy rồi là nhìn thấy không đọc. Bởi vì máy nó đang bị ẩn rất là nhiều. Hiện tại là cái live stream của em đã phải hơn 20 lượt comment rồi. Nhưng mà các chị nhìn xem ạ, mới được có chưa chục lượt comment thôi. Đây là các chị bị ẩn rất là nhiều, em phải dùng hai máy để em mới nhìn ạ. Lúc nào em có thể tia sang được máy bên cạnh thì em nhìn nhá. Đây các chị xem này, lúc nào ở bên cạnh em cũng có một cái con iPad ở bên cạnh này. À cái con iPad ở bên cạnh này nhá. Đấy thì mới đọc được hết ạ. Đây là không bao giờ là bơ ai hay là kinh người ai cả nhá. Đây là mọi người đừng có hiểu nhầm em nhá. Rất là đọc vừa ghi nó đã mệt rồi ấy. Có thấy Lê Thị Phượng nha. Lúc nào mắt em cũng phải hoạt động tia ra hai bên để làm sao để không bị ẩn của mọi người luôn ý. Bây giờ em bắt đầu ghi lại là mọi người comment lại cho em nhá. Bởi vì ai comment đầu tiên thì nó sẽ bị ấy rồi, nó bị trôi lên đầu rồi ạ. Rồi bây giờ em sẽ ghi trên line này cho mọi người ạ. Đây là để test ở đây để chuẩn bị test phấn nhá. Đánh ra đây để chuẩn bị test phấn nhá. Ok, có thấy Béo Lăng nhá. Chờ em một chút em ghim bài đã nhá. Em vào shop Eva ghim lại bài đã. Có thấy Phượng Hồng ạ. Mọi người cứ chia sẻ bài đi ạ. Em vào luôn bây giờ nhà em ghi phiếu nhá. Các chị cứ chia sẻ bài dần đi cho em nhá. View mới lên mọi người chia sẻ lại bài cho em, cảm ơn rất là nhiều. Mọi người chia sẻ lại bài cho em ở cái view mới này nha. Em sẽ ghi để bây giờ em ghi bài xong bắt đầu em ghi nhá. Anh ghi bài hộ em cái. Thôi được rồi. Mới được 5 năm được chia sẻ thôi ạ. Rồi ok, ghi được chưa ạ? Rồi ghi rồi. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ ghi nhá. F5. Rồi ok chị à. Chị đây ạ, Võ Nga này. Võ Nga có phiếu này. Xoa Phương có phiếu luôn này. À, con cò có phiếu nhá. Ngô Phương Thu có phiếu luôn này. Phạm Thị Hà My có phiếu nhá. Mọi người chia sẻ bài lại cho em đi ạ. À, Hà Vi Tâm có phiếu ạ. Phượng Hồng có phiếu ạ. Chia sẻ bài cho em vào view này. Ai không chia sẻ bài không tặng quà nhá. Ok, chị Giang Anh Trang Chi Mưng có phiếu luôn rồi nha. Đấy, Trương Cẩm Nhung có phiếu nha. Trương Cẩm Nhung. Ok, chị Quỳnh Nguyễn có phiếu luôn này. Rồi ok, Béo Lăn này. Béo Lăn này có phiếu này. Mít Thu Nguyễn này, Mít Thu Nguyễn. Rồi ai không chia sẻ bài không tặng quà nhá. Ok, chị Hoa Hồng có phiếu luôn này. Rồi Vi Thúy có phiếu này. Rồi ạ, Nana có kem nền để ma con nhá. Nana có phiếu nhá. Ngọc Hạnh có phiếu nhá. Ly Thu Hường có phiếu luôn này. Ly Thu Hường hình như vừa trúng, không biết là có nhận quà không nhỉ. Phạm Minh có phiếu nhá. Mò lên 200 view đi để tặng 2 người nhá. Vừa rồi lên được 700 người xem, tặng 7 người đấy ạ. Đấy, lên các chị phải chia sẻ nhiều lên như vừa rồi để em còn tặng nhiều quà. Hoặc là các chị thích phấn thì em tặng phấn, thích son tặng son. Nhưng mà vì mọi người muốn tính tặng nhiều người thì em tặng nhiều người thôi. Ai thích muốn tặng thế nào em cũng cho hết. Bởi vì kiểu gì em cũng mất quà nên là tặng quà cho các chị cũng là một niềm vui. Rồi chị Võ Nga có phiếu nhá. Kiều Hoành có phiếu là cho nhỏ cái này không mời các chị đau đầu. Cứ ú ú kêu. Rồi chị Út Nhỏ có phiếu này. Ai đang xem chia sẻ bài nhá. Bắt đầu lên 200 view ạ. Hoài Văn Mai. Hoài Văn Mai có phiếu này. Rồi chị Võ Nga ghi rồi. Phạm Thu Hà ghi rồi nha. Thảo My ghi rồi nha. Thảo My này. Lê Thị Phượng có phiếu nha. Chế nào đang xem chia sẻ bài cho em nhá. Thanh Vân em ghi rồi nha.
Ok chị à, Mai Lẻ Đào Thị có phiếu nhá. Mai Lẻ Đào Thị là ai thích đã tặng quà tặng son nhá. Các chị được son được chọn màu nhá. Chị nào thích màu gì báo em ạ. Bên em có cho khách ạ, được chọn màu son. Chị nào đang xem chia sẻ bài cho em lên view cao để em tặng quà nhá. 700 view vừa tặng 7 người luôn ạ. Rồi ạ, Võ Nga ghi rồi nhá. Chị Thu, Thu gì á, Thu Chin Su có phiếu này. Thu Chin Su nhá. Chị nào đang xem chia sẻ bài cho em ạ. Không chia sẻ bài em không tặng quà nhá các chị nhá. Ok chị Ngọc Trần, Ngọc Trần nhá. Ngọc Trần có phiếu luôn này. Rồi ạ, chị Trương Minh Hồng chia sẻ bài cho em chưa ạ? Ai không chia sẻ bài không tặng quà nhá. Và các chị nhớ để theo dõi shop Eva cho em ạ. Cứ lúc nào em phát live stream thì các chị vào xin phiếu không mất gì đâu ạ. Nên là khoảng 2 ngày mà các chị vào xin phiếu rèn thì các chị trúng quà nhà em là rất là đơn giản thôi ạ. Ok chị giàu bé nhá. Rồi Thúy Phan ghi rồi, Minh Tít có phiếu luôn này. Minh Tít có phiếu nhá. Đào Đô La giờ ghi đây ạ. Vì vì ẩn rất là nhiều người em ra đang căng mắt ra nhìn đấy ạ. Ok Cẩm Thu có phiếu nhá. Ai không chia sẻ bài không tặng quà nhá. Ô chết rồi, vừa chưa không kiểm tra mấy chị kia. Không biết là có chia sẻ bài cho em không. Bận quá không chia sẻ bài. Nguyễn Nga em ghi rồi đây ạ. Chị nào không chia sẻ bài không tặng quà nhá. Bây giờ em tặng 10 son trước cho 10 chị nhá. Tặng 10 son trước cho 10 chị đặt hàng trên live stream nhanh nhất nha thì người sẽ được nha. Chị nào rời view sớm là người đến mất quà nha. Bây giờ em tẩy trang đi nha. Tẩy trang đi, em tặng 10 son trước cho 10 chị. Chị nào rời view là người mất quà. Son các chị được chọn màu đây ạ. Đây ạ, bây giờ em sẽ tặng 10 son trước. Chị nào rời view là người mất quà nha. Mặt em tẩy trang sạch đi rồi ạ. Tặng 10 son cho 10 chị, sau đấy tiếp tục tặng tiếp ạ. Tùy theo mọi người chia sẻ lên bao nhiêu view em sẽ tặng tiếp nha. Rồi ạ, ok là tương lai là tối nay em phải xác định đi bay mấy chục cây son rồi ạ. Vì lượng view lại lên 318 rồi nhá. Quà lại lên 500 view, 700 view lại mất 7 cây son nữa nhá. Đây là mặt mộc em sử dụng có mỗi một lần. Bây giờ bắt đầu em sẽ tạo khuyết điểm của em ạ. Cho các chị xem và em chuẩn bị đánh cái phấn là ai AP skin này phiên bản mới nhà em mới về nha. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ gọt cho con cái này đau quá. Cái này nó có cái ấy nè. Gọt cho em, gọt cho con cái chì này cái. Đây. Như con mèo luôn. Rồi chị nào đang xem livestream chia sẻ bài cho em bây giờ nhá. Tặng 10 son cho 10 chị đặt hàng nhanh nhất trên livestream nhà em. Đấy, mua phấn Happy Skin này từ 400.000 em đã giảm còn 199.000 rồi. Và em tặng 10 son cho 10 chị nào đặt hàng nhanh nhất nhá. Giá là từ 400.000 đã giảm còn 199.000 ạ. Và tặng một cây son này ạ, 4 màu nhá. Chị nào thích màu nào báo em nhá. 199 này khả năng tối nay em tặng đi mất bay khoảng độ 30 cây son em tặng rồi. Đấy, chị nào đặt hàng comment cho em nhá. AP kèm theo số điện thoại em có ghi trên bài nhá. Đây là phấn nước ma thuật luôn ạ. Phấn nước này là hàng của Hàn Quốc nhá. Nó che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn này. Chỉ cần dặm có mỗi một lần thôi là che được toàn bộ khuyết điểm của em nhá. Hàng không chuẩn trả lại hàng cho em ạ. Phấn ui bên em còn nhá. Các chị ơi nhìn hộ em này. Đấy, em chỉ cần lưa có mỗi một tí thôi mà nó che được hết những cái vết mực em vẽ trên mặt nhá. Nên là chị nào mà bị nám tàn nhang lâu năm này, hay bị mụn và hay không tự tin với cái phấn mình đang sử dụng không che được, các chị dùng ngay cho em cái set này. 199.000 còn cây son em tặng chị giá 150.000 rồi. Rồi lên 500 view tặng 5 người nha. 700 view tặng 7 người. Tối nay là mất 30 cây son rồi. Nên là mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Em tặng cho các chị không tiếc gì đâu ạ. Em cũng lâu lắm mới được tặng nhiều người như thế này, mọi người phải chia sẻ nhá. 199.000 này, ai đặt hàng comment cho em AP kèm theo số điện thoại để được mua với giá 199.000 nhá. Phấn này vừa chống nắng này, vừa dưỡng da, vừa che khuyết điểm, quá cực kỳ thần thánh luôn ạ. Nào nhận hàng kiểm tra cho em nhá. Bây giờ chị nào đặt hàng đúng cú pháp cho địa chỉ bên em để giao hàng. Em chốt cho chị Hà Vi Tâm một set đầu tiên nhá. 199.000 này, chuẩn thì nhận hàng, không chuẩn được trả lại hàng cho em, không mất ship nhá. Mặt em rất là nhiều khuyết điểm đấy rồi ạ. Còn ai chưa tin tưởng thì em sẽ vẽ lại cho các chị xem nhá. Chỉ với mỗi một lớp phấn thôi mà nó che được hết như thế này nhá. Ai mua hàng thì comment AP kèm theo số điện thoại cho em ạ. Giá từ 400.000 giảm 199.000 ạ. Và tặng son có 4 màu nhá. Chị nào thích màu nào báo em nhá. Thanh Quỳnh ơi, chăm xin địa chỉ nữa ạ. Nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em nhá. Lên 700 người xem đi để tặng 7 người nào. Đẹp hơn phấn khui ạ chị nhá. Đây, che khuyết điểm luôn ạ. Bên này sử dụng rồi, bên này chưa sử dụng nhá. Hàng không chuẩn trả lại hàng cho em chỉ với 199.000 nhá. Ok, các chị cho địa chỉ đi ạ. Số điện thoại chưa đủ đâu nhá. Lê Thị Phượng Hoàng Phú cho địa chỉ cho em ạ.
lấy mỗi một lần phấn thôi, không cần phải nền nót, không cần phấn phủ ạ. Nó che được hết những cái vết mực em vẽ trên mặt như thế này nhá. Hàng không chuẩn được trả lại hàng cho em ship 30.000 ạ. Chị nào mua 2 hộp thì sẽ được miễn phí ship và tặng 2 son. Đấy, chế nào đặt hàng comment cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Hàng không chuẩn được trả lại hàng cho em chỉ với 199.000 ạ. Chuẩn thì nhận hàng, không chuẩn được trả lại hàng cho em không mất ship nhá. Đấy các chị đây, khi mua hàng mà hàng giả thì các chị trả lại hàng em không mất ship nha. Còn các chị mua hàng phải mất ship 30.000 ạ. Đấy, ok em không đổi nha chị Thúy Vũ nhá, chỉ được tặng son thôi. Còn chị nào lấy son hay không thì tùy các chị ạ. Son chị giá 150.000 này. Đấy, mặt này là em chỉ cần dặm mỗi một lớp như thế này thôi ạ. Không cần kem nền hay phấn phủ hay che khuyết điểm nhá. Dùng từ sáng đến tối chỉ cần một lớp thôi. Ok, Hoàng Long Phú em chốt rồi nha. Ok, Béo Lăn nha, chốt rồi nha. Ok, chia chị Hoa Hồng em chốt rồi nha. Hàng không chuẩn được trả lại hàng cho em chỉ với 199.000 ạ. Ba con số 555 đẹp quá. Ai mua hàng comment nhanh cho em số điện thoại với cú pháp là AP kèm theo số điện thoại và địa chỉ, em nhận được phấn rồi, ưng lắm chị ạ. Cảm ơn Vi Hương nhiều nhá. Chính xác hóng tuần ơi là thế nào hả chị? Đấy, chị nào đặt hàng comment AP kèm theo số điện thoại chỉ với 199.000 thôi. Phấn đẹp cực kỳ và mịn nhá. Đây là gọi là phấn ma thuật, bởi vì là nó có cái khả năng che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Mới đi chơi lô tô về nè chị Hòa, thằng eo em mới bị lọt xuống cống thúi hoắc luôn á. Trời ơi anh Tuyết ơi, đi chơi không à? Vào đây xem like đi em ơi. Chia sẻ bài để tí ghi phiếu nhá. Tối nay tặng nhiều người lắm nhá anh Tuyết nhá. Vừa rồi tặng 7 người rồi nhá. Bây giờ là khả năng là tặng 5 người rồi ạ. 199.000 một bộ này, chị nào cho em số điện thoại và địa chỉ là bên em chốt rồi nhá. Hiện tại bây giờ khách hàng đang đặt rất là đông, nên là em không thể đọc comment của từng chị được nhá. Nên là các chị cứ cho địa chỉ số điện thoại đây ạ. Em ơi đánh hết mấy hộp rồi đó? Em chưa đánh hết một hộp đâu. Hộp này em chưa đánh hết nhá. Mỗi một lần em chỉ lấy có mỗi một tí thôi, không lấy nhiều nhá. Đây là em lau đi rồi, không để bất kỳ một cái gì rồi nhá. Phấn này dùng tiết kiệm lắm, bởi vì không phải dặm nhiều đâu ạ. Không cần phải dặm nhiều. Nó mục đích nó là sản xuất ra nó đã có một mình nó rồi, không có lõi sơ cua, nó phải làm tiết kiệm chứ. Làm hoang phí à? Nguyễn Quý ơi, cho em xin địa chỉ nhá. Ai đặt hàng comment cho em AP kèm theo số điện thoại nhá. Khả năng là tối nay tặng 600 rồi, tặng 6 người rồi, vừa rồi tặng 7 người rồi nhá. Đấy, còn em không tính là em tặng các chị trên này nhá. Nhận hàng kiểm tra cho em nhá. Chị nào mua comment nhanh cho em AP kèm theo số điện thoại. Hạn sử dụng đầu năm 2020, chỉ số chống nắng SPF 50 nhá. Võ Ngai đang bán hàng thì mới có tiền tặng nhá. Đang khách đang đặt hàng đông đông thì tự dưng đi tặng thì cho các chế ra hết à. Ok nhá. Rồi Trang thì Nguyễn Trang chốt rồi, Bạch Dương cho em xin địa chỉ nhá. Em nhắc lại là ai không cho địa chỉ em không ship hàng. Mặt em như một con mèo hen luôn các chị nhá. Con ma cà rồng ở trên rồng về đấy ạ. Đấy là ai mà cảm thấy xem dở dở thì có thể là không cần phải xem. Còn chị nào mà đang có nhu cầu mua phấn mà mục đích em test như thế này, em không phải là em rảnh rỗi đâu ạ. Nhưng mà chẳng qua là em chứng minh cho các chị, một số các chị mua phấn này nó không thể che được khuyết điểm. Em phải chứng minh cho các chị nhá, là cái phấn này nó che khuyết điểm cực kỳ tốt và nó rất là mỏng mịn luôn. Mùa hè này dùng không bị da dầu đâu ạ, kiềm dầu rất là tốt. Chị nào đặt hàng nhanh thì comment số điện thoại cho em. 199.000 này, làm sao ấy? Cô cho nó cúi xuống, cho nó cúi xuống, đừng ngửa nó lên. Cúi xuống bóp chặt, cứ bóp chặt mũi nó lại. Ok chị Ngọc Bảo nhá. Đừng cho nó ngửa nhá, ngửa nó xuống họng ấy. Rồi chị nào đặt hàng comment AP kèm theo số điện thoại cho em nhá. Son có 4 màu này. Ok nháy bé em chốt rồi nhá. Ok chị Nguyễn Hằng em chốt rồi nhá. Nguyễn Trang chốt rồi nhá, 199.000 thôi. Ok các chị cứ cho số điện thoại và địa chỉ làm chốt rồi. Bây giờ khách đang đặt hàng rất là đông. Em không thể đọc được hết comment đấy ạ. Ngày mà sau livestream bên em có phần mềm em check lại, không thể lọt được một ai đâu. Yên tâm các chị nhá. Kem ngựa dùng ban đêm buổi tối trước khi đi ngủ cho em ạ. Nhận hàng kiểm tra cho em ạ. Chuẩn thì lấy, không chuẩn được trả lại hàng cho em không mất ship nhá. Ưu tiên trên like cho 10 người ạ. 199.000 một set lẻ tặng kèm theo son. Chỉ ưu tiên trên like thôi ạ. Ai mua hàng comment AP kèm theo số điện thoại cho em nhá. Một hộp được tặng kèm một son như thế này ạ. Phấn che khuyết điểm cực kỳ thần thánh luôn nhá. Đấy, có thấy chị Lê Ngọc nhá. Em thỉnh thoảng em mới nhìn thấy thôi, em nhìn thấy thì em bảo có nhá chị nhá. Đấy, chứ còn em đang 603 người xem, nó bị ẩn, em không thể nhìn được hết bởi vì em không có thời gian nhìn cả máy tính bên cạnh nữa. Đấy, chị nào đặt hàng comment là AP kèm theo số điện thoại nhá. Quả này lên 700 người xem lại tặng 7 người nữa rồi. Ok, hiểu Trang nhá. Cho em xin địa chỉ, chị nào không có cho, không cho số địa chỉ em xả đơn nhá. Kem ngược có được tặng son không nhá chị ơi? Nào.
199.000 thôi, các chị nhìn thấy chưa? Phấn che khuyết điểm như thế này nha. Một mặt đã sử dụng rồi và mặt chưa sử dụng cho em ạ. Mọi người có thể so sánh cho em ạ. Em quay cận cam cho mọi người xem cái chất phấn như thế nào nha. Lau chùi thoải mái, không bị trôi ra tay một tí nào. 199.000 thôi, phấn này đẹp hơn phấn mô hôi hả em? Chị ơi, phấn nào cũng đẹp và có cái khuyết điểm, có cái ưu điểm riêng của nó riêng chị ơi. Rồi béo lăn nó chốt rồi nhá. Chị nào đặt hàng comment AP kèm theo địa chỉ cho em và số điện thoại cho em nhá. Trời ơi, quá dã man con ngon luôn. Mỗi một lớp phấn thôi mà che được hết như thế này rồi. Mình nhận được hàng dùng rất ok. Nhận hàng trong 2 ngày rất nhanh. Cảm ơn Miss Thu Nguyễn nhá. Bên em chủ chuyển phát nhanh. Nên các chị cứ để ý điện thoại giúp em là Bưu Tá. Người ta hợp tác với mình, người ta giao hàng rất là nhanh. Chỉ sợ các chị không nghe máy thôi là người ta lại mang hàng về. Và hàng về người ta rất là ngại, người ta không phát lại lần hai. Nào còn ai đặt hàng comment AP kèm theo số điện thoại nhá. Tặng son có 4 màu, chị chọn màu cho em ạ. Các chị được chọn màu son cho em nhá. Đấy, chế nào đặt hàng comment AP kèm theo số điện thoại. Chuẩn thì nhận hàng, không chuẩn được trả lại hàng, không mất gì ạ. Da nhìn đẹp thật đấy chị ơi. Đây là do em dùng phấn lên đấy ạ. Bởi vì cái phấn này đánh lên nó rất là tự nhiên và mỏng mịn luôn đấy ạ. Nó không có hiện tượng bị bò đâu ạ. Mà nó không nhìn, nó không bị lộ, bị lố gì đâu ạ. Giao hàng siêu nhanh, phấn ai ốp dùng cũng thích lắm. Cảm ơn Đoàn Hòa nhiều ạ. Nói chung em bán phấn gì cũng thích và đã live stream trên này cho các chị thì yên tâm. Mà bán hàng đều trên này thì chỉ có mất khách và người ta nói cho nhục không bán được đâu ạ. Nên là các chị mua hàng nhà em ạ. Nên là được kiểm tra chị Hiếu Trang chốt rồi nha. Không chuẩn được trả lại hàng cho em không mất gì nhá. Chị Lê Thị Phượng cũng chốt rồi nha. Ruby Trang cũng chốt rồi nha. Đấy. Rồi chị Minh Xuân cũng chốt rồi này. Chị Hiền Đặng cũng chốt rồi này. Nói chung tất cả các chị cho số điện thoại là chốt rồi. Thế còn ai mà không đặt hàng nhanh là hết hàng nha. 199.000 này, 199.000 này, tặng kèm theo cả son ạ. Ai mua hàng comment nhanh cho em AP kèm theo số điện thoại nha. AP kèm theo số điện thoại. Đấy, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em che được hết khuyết điểm luôn các chị nhá. Bút em vẽ nhằng nhịt trên mặt nha. Các rồi cho chị chờ một hộp nhá. Chị cứ ngồi chờ mà không nhận được đơn hàng của chị Hoa Hồng chắc chắn là không thể gọi được cho chị. Chứ các chị đến nhận hàng rất là nhanh. Bên em gửi chuyển phát trong Sài Gòn 3 ngày là nhận được hàng. Ship 30.000 các chị ơi. Mua 2 sản phẩm với free ship ạ. Son em cầm là mã 07 là màu đỏ cam chị nhá. Ok, ai chưa có phiếu bên em tí sẽ ghi phiếu nhá. Có da, có mặt nạ đắp mặt có nhá chị ơi. Hàng chuẩn thì lấy, không chuẩn được trả lại hàng cho em chỉ với 199.000 một bộ này. Đấy, ưu tiên trên live stream cho các chị đặt hàng nhanh nhất nhá. AP Skin kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhá. Phấn này là che khuyết điểm thần thánh luôn này. Chống nắng cao này, không bị mốc, không bị bờ. Và kìm dầu cực kỳ tốt luôn ạ. Kìm dầu cực kỳ tốt luôn ạ. Hạ nhiệt cho các chị nha. 2 ngày nhận được rồi, đúng rồi ạ. Không chuẩn trả lại hàng cho em nhá. Nhận hàng kiểm tra thoải mái ạ. Các chị đặt hàng comment AP kèm theo số điện thoại thì bên em mới chốt được đơn nhá. Đấy, phấn này là phấn nước AP Skin ạ. À chị Lợi này. Chị Lợi là khách mua hàng nhà em nhiều rồi. Chị Lợi vào lấy một hộp đi chị ơi. Phấn này che khuyết điểm cực kỳ tốt nhá chị Lợi nhá. Đấy, chỉ với 199.000 thôi. Hương Su đi cho em xin địa chỉ nhá. Ok Ngọc Bảo nhá. Rồi ạ, Hương Suri này, có Ngọc Bảo rồi ạ. Trần Linh ơi cho em xin địa chỉ nhá. Trần Linh có địa chỉ chưa? Ok, chị Trần Linh cho em địa chỉ nhá. Đấy, Ngọc Bảo cho em xin địa chỉ nhá. Chị nào không cho địa chỉ là em không chốt được hàng. AP kèm theo số điện thoại. Ok, Giang Triệu chốt rồi. Bích Liên chưa có địa chỉ nhá. Bích Liên không có địa chỉ là không ship được hàng đâu. Ok, chị Thía Đỗ rồi nhá. Ok, chị Phương Mập này. Ok, chị Nguyễn Huyền này, cho em xin địa chỉ nhá. Son đỏ cũng có, son hồng cũng có, son cam cũng có. Tùy các chị thích son gì thì lấy son đấy hộ em nhá. Hộp phấn rất là đẹp luôn này, hàng không chuẩn được trả lại hàng. Các chị yêu cầu em bất kỳ em đánh hộp nào em cũng đánh cho các chị xem nhá. 199 một hộp ạ. Hộp này bẩn quá, hộp này là do tay em cầm nó bẩn quá chứ thực ra nó là màu này cơ. Ok, hàng Bích nhá. Lila Trần chưa có địa chỉ đâu ạ. Các chị cho địa chỉ cho em, hàng Bích chưa có địa chỉ nhá. Chị nào đặt hàng thì chốt ngay trên live cho em giá 199.000 nhá. Ok, Kim Anh Nguyễn nhá, em chốt rồi nhá. Chị nào đặt hàng comment cho em AP kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhá. Ok, em chốt cho chị Ngọc Bảo rồi ạ. Rồi chị Lê Phạm ơi cho em xin địa chỉ nhá. 199.000 một bộ này ạ. Nhận hàng được kiểm tra. Rồi ok, chị Hương Suri nhá. Chia sẻ bài cho em thì mới được tặng quà. Ai không chia sẻ bài không tặng quà nhá. 199.000 thôi. Ok chị Trang Lê, ok chị Lan Đỗ nhá. Ok chị Hương Suri nhá. Lấy son đỏ tươi ok chị nhá. Đấy, ai mua hàng thì comment nhanh cho em AP kèm theo số điện thoại. 199.000 một set tặng kèm một son nhá. Tặng kèm một son có 4 màu nhá.
Phấn này là phấn nuôi. Ok chị Lạc lõng một set nha. Các chị đặt hàng cho em xin địa chỉ nhá. Ok chốt cho Trang Lê rồi ạ. Chị nào đặt hàng comment AP kèm theo số điện thoại. Đấy phấn này chỉ cần đánh một lần từ sáng đến tối thôi, không cần phải dùng thêm bất kỳ giá. Son bên em có 4 màu chị ơi. Rồi em sẽ dơ màu son chị xem nha. 4 màu son cho các chị chọn nha. Ok bê sáp sầu riêng. Các chị nào đặt hàng rồi tranh thủ cho em xin địa chỉ đi ạ. Và chia sẻ bài cho em nha. Ai không chia sẻ bài là tí nữa em bốc game mới kiểm tra. Vừa rồi 4 view trước là em không kiểm tra. Chị đang dùng phấn ô hui của em rồi, còn nhiều quá để mai chị suy nghĩ đã, có dùng thích nhưng lại bỏ ô hui à. Vì cái này hạn sử dụng còn xa nên chị cứ yên tâm nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em chưa nào? 198 người chia sẻ và để theo dõi shop Eva chưa? Nếu không để chia sẻ và không theo dõi á là không hợp lệ tặng quà đâu. Chị nào đặt hàng comment cho em AP kèm theo số điện thoại cho em nhá. Ưu tiên trên like thôi, sau like về giá 400.000 và không tặng son nhá. Ui còn có 92 người. Mạng bị vấp quá, bị ra hết rồi. Rồi ok, mạng nhà em bị đứng mạng nên là mọi người thông cảm nhá. Bây giờ em sẽ các chị nào còn ai đặt hàng thì đặt hàng luôn nhá. Không thì em sẽ bốc game để nào còn ai đặt hàng thì chốt luôn trên like cho em. Ok Hương Mập nhá, son đỏ tươi nhá. Mờ quá Hoài ơi. Rồi bây giờ em bốc game để vào view mới nhá. Nào còn nhìn được không ạ? Để em còn ok chị Hằng Nguyễn ạ. Có ai nhìn thấy gì được không? Để em còn vào chơi game nào. Ok chị Bảo Anh nhá. Hằng Nguyễn cho em xin địa chỉ đi ạ. Hằng Nguyễn cho em xin địa chỉ đi nào. Mạng bị mạng nó bị đờ đơ. Nó bị đơ. Nào có ai chưa có phiếu nữa không? Ai xin rồi thì thôi nhá. Ok chị Nguyễn Hạnh này. Nguyễn Hạnh này. Ly Bích Liên này, Ly Bích Liên này. Chị nào chưa có phiếu vào view sau đi ạ. Ok Ánh Tuyết nhá. Ánh Tuyết ghi rồi nhá. Ly Bích Liên ghi rồi nhá. Thu Chin Su có phiếu nhá. Thu Chin Su có phiếu này. Huy Khảnh có phiếu này. Rồi ạ. Lê Thị Phượng có phiếu nhá. Lê Thị Phượng này. San San rồi em ơi. Chị Thao Dục Thao Đức à. Thao Đức nhá. Thia Đỗ có phiếu này. Đoàn Hòa có phiếu nhá. Đoàn Hòa này. Hoa Hồng có phiếu này. Đậu Thị Tuyết có này. Rồi ạ, chị Đoàn Hòa ghi rồi ạ. Chị Lan Do nhá, em ghi rồi nhá. Lê Thị Phượng ghi rồi ạ. Bơ sáp sầu riêng, ok. Bơ sáp, mình gọi bơ sáp sầu riêng thôi nhá. Bơ sáp sầu riêng rồi ạ. Quỳnh Nguyễn có phiếu nhá. Ok chưa ạ. Hằng Nguyễn có phiếu nhá. Lê Thị Phượng ghi rồi ạ. Phạm Duyên rồi ạ. Phương Mập nhở. Phương Mập có phiếu rồi ạ. Rồi bây giờ em bốc nhá chị nào. Chưa có phiếu vào view sau của em. Ok chị Kiều Anh nhá. Bởi vì là em đang like được đấy thì bị ao mạng ra nên là bây giờ em bốc luôn. Chứ nhẽ ra là em phải vào view mới em mới bốc nhá. Rồi bây giờ em bốc này. Nana có đây không ạ? Nana có đây không ạ? Nana có đây không? Nana lần 1 là em gọi không có là em hủy luôn nhá. Nana có đây không? Nana nhá.
Không có, hủy luôn ạ. Bơ sáp sầu riêng. Bơ sáp sầu riêng có đây không ạ? Bơ sáp sầu riêng. Bơ sáp sầu riêng nhá. Bơ sáp sầu riêng ạ. Bơ sáp sầu riêng ạ, có đây không ạ? Chị bơ sáp sầu riêng vừa mới comment ở đây mà. Mạng giật à? Bơ sáp sầu riêng có đây không ạ? Bơ sáp sầu riêng nhá, có đây không? Mọi người để theo dõi sắp Eva cho em chưa? Rồi bạn này hủy nhá. Rồi ôi đây giờ mấy bạn này comment rất là nhiều. Rồi có bạn này rồi ạ. Tiếp theo ạ, một bạn Võ Nga có đây không ạ? Võ Nga có đây không? Võ Nga này, Võ Nga có đây không nào? Rồi có Võ Nga rồi này. Ngọc Giang ơi, có nhìn thấy chị đặt nha. Võ Nga này, bạn này trúng rồi nhá. Rồi Võ Nga trúng rồi em ơi. Rồi có Võ Nga rồi, tiếp theo. Cẩm Thu có đây không? Cẩm Thu nhá. Cẩm Thu có đây không? Đây mà. Cẩm Thu này, Cẩm Thu có đây không? Không có Cẩm Thu nhá. Không có Cẩm Thu. Không có Cẩm Thu đâu. Ánh Tuyết là em ơi, trúng rồi em ơi. Ánh Tuyết là em ơi. Chúc mừng Ánh Tuyết nha. Ánh Tuyết đâu rồi em ơi? Là Ánh Tuyết vừa vào là trúng luôn này em ơi, Ánh Tuyết nha. Ánh Tuyết nào. Đây mạng của em có vấn đề nên là Ánh Tuyết em ơi. Này Ánh Tuyết đây này, còn có một linh tinh cái gì đấy. Ánh Tuyết này. Rồi trúng rồi em nhá, tiếp theo người nữa nhá. Chị Thao Đức Khê Thảo Đức này, không giấu nhá. Thao Đức Khê Thảo Đức không giấu, Thao Đức Thảo Đức gì không giấu nhá. Nào chị Thao Đức đâu rồi, không giấu ạ. Thao Đức không giấu nhá. Nào có chị Thao Đức này. Thao Đức đâu rồi, có đây không ạ? Chị này à, Thao Đức không giấu nhá. Không có. Tiếp theo. Chắc em book 4 người thôi, bởi vì hôm nay mạng của em đã bị ao ra sớm. Chị Hoa Hồng có đây không ạ? Hoa Hồng có đây không ạ? Rồi có chị Thao Đức rồi nhá. Rồi có Thao Đức rồi là 4 người rồi ạ. Em book tiếp một người nữa này. Hoa Hồng có đây không, là 5 người nhá. Nào Hoa Hồng có đây không ạ? Hoa Hồng nhá. Chị Hoa Hồng có và nhận quà hộ em nhá. Rồi có chị Thao Đức là 1, Ánh Tuyết là 2, Võ Nga là 3, bơ sáp sầu riêng. Bơ sáp sầu riêng. Bơ sáp sầu riêng vừa không nhận à? Thì vừa có chị Cẩm Thu à? Hoa Hồng có không ạ? Không có đúng không? Tiếp theo ạ. Tú Anh Lê. Tú Anh Lê có đây không ạ? Tú Anh Lê nhá. Tú Anh Lê có đây không ạ? Ờ có chị Hoa Hồng rồi ạ. Rồi 5 người rồi nhá, 5 chị rồi ạ.
Có bơ sáp sầu riêng rồi. Ô, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đủ 5 người rồi nhá. Đủ 5 người rồi. Mọi người vào view mới đi để em ghi phiếu tiếp nhá. Đấy, view trước 7 người, view này 5 người. Là 12 người trúng tối nay rồi nhá. Ok chị Hoa Hồng nhá. Mấy chị trúng nhắn tin trong tin nhắn cho em. Tiếp theo vào view mới để em ghi lại phiếu nhá. Các chị vào view mới đi ạ.